hương đời dịu ngọt hòa trong mảnh thơ riêng. Đâu chỉ có mùa xuân mới vàng hoa rực rỡ, đâu chỉ riêng mặt trời xua tan đi giông tố. Bao giờ anh đau khổ hãy tìm đến với em, bao giờ anh đau khổ hãy tìm đến với dự thi vừa rồi của thí sinh Trần Thị Hồng Nguyệt, số báo danh 042. Xin được biết số điểm của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Quyền dành cho thí sinh ạ. Cái mặt dễ thương quá à. Cười có duyên, dễ sợ có duyên luôn. Mà đúng là nãy giờ tôi lo lắm, tại vì là dương thì thịnh mà âm thì si. Giờ thì có hy vọng nơi âm rồi. À, em đẹp, à, hát hay, à, tất cả đều thích. Nhưng để ý thêm, tại các vòng trong sẽ khó. Chỉ hy vọng là các anh chị sẽ giống ý chị, nhưng mà các vòng trong đó thì kỹ hơn một tí xíu. Các nốt cao em đẹp, luyến lấy đẹp, nhưng các nốt thấp á, những cái dấu quyền á, rất là bị mờ. Giống như hồi nãy mà anh Long nhắc với Thanh Oai vậy ha, thì chị nhắc em. Nhưng mà không có điều vì cái điểm đó mà chị trừ điểm em. Bởi vì tôi muốn âm thịnh. Xin được chúc mừng. Và điểm 10 tuyệt đối đến từ nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền dành cho Trần Thị Hồng Nguyệt ạ. Bây giờ xin được mời nghệ sĩ giám khảo. Chúng ta cùng đến với số điểm của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Tôi là tôi nói một câu thôi à. Từ đầu giờ tới giờ là tôi thấy giọng nữ này là toàn vẹn nhất. Nhưng có một điều là tôi không chịu. Mà nhớ một điều này nữa, là khi mà mình hát một cái bài á, tâm tư nó như vậy á, mà cái mặt em rạng rỡ quá, em cười quá không được. Mặt tươi quá. Không, quá. Không có đó, tôi phản đối. Không. Bài này. Không, chị cũng nghĩ vậy á, tại vì nó muốn là khi nào anh đau khổ. Anh đau khổ anh, đến anh về với mình, đúng em không chị? Em tươi, em hát ra này, sao? Trong một, ý của trong, em là sao? Để tôi nói. Thấy không, thấy không, thấy không? Đối với tôi đang nói. Vỗ tay. Dạ, dạ, xin lỗi. Lâm nghe chưa rõ ạ. Chứ em buồn mà anh về làm sao được, phải không? Dạ, bây giờ Lâm xin được lắng nghe ý kiến của bà con cô bác ạ. Dạ, lúc nãy ai mới vừa phát biểu ạ? Dạ, mời cô. Khi nào anh đau khổ, anh phải về đến với em. Tức là em vui, anh mới về. Còn nếu mà em buồn nữa, làm sao anh đi về? Anh đi chỗ khác á. À, đối với tôi thì... đối với tôi, tôi muốn nói với lại... cái gì quên tên rồi. Nguyệt. Trần Thị Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt. Em hãy xem lại cái lời văn ở trong đó. Mỗi một người có một cái tình cảm khác nhau. Cái lời văn của soạn giả viết ra, Đăng Minh viết bài hát này,
là muốn nói lên một cái người phụ nữ khi người đàn ông bỏ đi theo một người mới, để cho cái người phụ nữ này phải đau khổ ở lại. Nhưng người này có một cái tình yêu rộng mở. Chỉ khi nào người ta bỏ anh đi, anh hãy về với em, em sẵn sàng dang rộng vòng tay để đón anh về. Chứ không phải là người này vui quá, anh đi cho đã đi rồi anh về với tôi. Đó là khác. Mình khi mình đọc kịch bản đó, mình phải hiểu được tâm tư soạn giả muốn viết cái gì. Chứ nói như chị vừa rồi á, là người phụ nữ đó không có phải là người phụ nữ dang rộng vòng tay để đón bằng một cái tình cảm chân thành. Có nghĩa là khi mà anh đi, tôi yêu anh đó, anh làm lỗi đó, tôi biết anh làm lỗi, tôi đau chứ. Anh bỏ tôi đi, anh đi theo một tình nhân mới, tôi đau, tôi khổ lắm. Nhưng cái cao thượng của người đó là sao? Là anh có đi rồi, anh về, tôi vẫn dang rộng vòng tay tôi đón anh về. Đó là ý của đằng mình. Vì vậy cho nên là anh muốn em á, em đã hay rồi, nhưng mà em nên nhớ khi em đọc bài đó, em muốn phải hiểu được tác giả muốn nói lên điều gì. Chứ không phải là bài nào cũng lên cái là cười không, mặt rạng rỡ như là. Nhưng mà cũng đừng có tươi không quá được, cũng tươi quá làm anh được. Ý anh nói được. Đó là có lúc mình trùng lại, có lúc mình tươi lên đó. Và ý của ban giám khảo với nội dung bài ca vừa rồi là anh cứ đi đi, đi cho biết đá biết vàng, về nhà mới biết đây là kim cương. Hay quá, hay quá. Nãy giờ đó là cái sự nhắc nhở thôi, chứ còn thật sự là không phải là như là cái dòng này. Nhưng mà cái đó là cũng phải là dù cái tích tắc nhỏ, nhưng mà em cũng phải cần, hoặc là tất cả quý thí sinh cũng phải cần chú ý. Đây là một số điểm mà chị cũng gửi cho tặng cho em. Xin được chúc mừng thí sinh Trần Thị Hồng Nguyệt đã giành được 9,75 từ giám khảo Thanh Hằng. Xin được cảm ơn ban giám khảo và xin được chúc mừng các tài tử miệt vườn. Ngọc Huyền xin chào Hồng Nguyệt. Được biết Hồng Nguyệt là một giáo viên dạy âm nhạc, như vậy thì Nguyệt nhận thấy như thế nào về cái vai trò của cái việc mà mình am hiểu nhạc lý đó, thì nó sẽ hỗ trợ mình như thế nào khi mà mình thể hiện những cái bài hát ca cổ, cải lương, những cái trích đoạn cải lương chân dân? Thì nó hỗ trợ ở bên đây rất là nhiều. Ví dụ như là về cách lấy hơi nè, về cách mình nhả chữ ra như thế nào nè, về cách phát âm, vân vân và vân vân. Rồi về cái thế đứng hát, cái cách mình biểu diễn, về tất cả mọi thứ có liên quan tới vấn đề mà khi mà mình trình diễn, thì cũng như là Nguyệt sẽ tiếp thu những cái đó và am hiểu những cái đó theo cái khả năng của mình. Lần này đến với game show tài tử miệt vườn mùa 3 thì Hồng Nguyệt có những kỳ vọng như thế nào? Nguyệt cũng mong muốn là tham gia cùng với chương trình để mà mình có được những cái lời nhận xét, những cái sự chia sẻ, cũng như là được rút kinh nghiệm trong cái việc ca hát của mình. Quyền chúc cho Nguyệt sẽ thành công và sẽ tiến thật là sâu vào những vòng trong của tài tử miệt vườn mùa 3. Và kính thưa quý ban giám khảo, quý khán giả cùng bà con, trong đêm thi ngày hôm nay thì kính mời quý vị sẽ cùng thưởng thức các sáng tác mới của các soạn giả đất Đồng Tháp, viết về chính mảnh đất và con người Đồng Tháp qua một đêm thi mang chủ đề Tình lúa duyên sen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nước trong sao đồng lúc mình em trôi bên bờ. Nhà mình gọi mời mắt bôi rạng bành bằng gái nhà mừng chịu khó chịu thương dịu dàng dễ mến. Nhưng xin anh đừng ví em như mỹ nhân cung nội mà em nghe thẹn ở trong lòng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trải bao thăng trầm, cây nhãn quê em phải dày công chăm bón. Như gái chân quê cũng sợ gió táp mưa xa, cần bàn tay dịu dàng nắng đỡ cho qua tươi khoe sắc trên cành. Nhập ngừng tay em đón lấy sợi tơ mành, mong đó dưới đây nâng niu gìn giữ cho dương hồng siêu sức tiên. Bàn tay đầy quen nhung ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những nhận xét đánh giá dành cho hai thí sinh Trần Thị Hồng Nguyệt và Đoàn Minh Hiếu. Xin được mời nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. Đầu tiên thì Ngọc Huyền muốn nói về Trần Thị Hồng Nguyệt và Đoàn Minh Hiếu. Giọng Hiếu vẫn là một cái giọng khá đặc biệt mà Ngọc Huyền cũng yêu mến. Nhưng mà khi Hiếu bước vào song ca cùng với Hồng Nguyệt thì Hồng Nguyệt lấn áp hết. Hồng Nguyệt rất tuyệt vời, bởi vì em xử lý độ cao cũng được, độ trung cũng được, mà độ thấp cũng được. Và em chăm chút từng cách ca, chị nghe rõ lời và cách nhịp hát làm cho chị thoải mái, giống như không phải là chị là ngồi ban giám khảo chấm thi, mà chị đang em đang biểu diễn rất là nhẹ nhàng. Riêng Hiếu khi mà xuống câu vọng cổ em bị chênh giọng. Xin được cảm ơn giám khảo Ngọc Huyền. Và bây giờ chúng tôi xin được lắng nghe những lời nhận xét từ nghệ sĩ giám khảo Thanh Hằng. Hôm nay thì phải nói là cái phần về thí sinh nữ đó thì có vẻ như là tươi tắn hơn rất nhiều và tự tin hơn rất nhiều. Cũng như là em Nguyệt đầu tiên cũng vậy, em đã rất là tự tin cái trên gương mặt của em. Cảm thấy rằng là em đã hài lòng cho cái bài ca của mình và em đã thể hiện trên gương mặt của mình. Và xin trân trọng cảm ơn những tác giả đã viết cho cái bài, những bài ca tân cổ này nói về đất Sen Hồng. Phải nói rằng là có đầy đủ ý nghĩa cho cái tài tử miệt vườn này, mà lại là trong cái khôn khéo, cái khéo của đạo diễn là đã chia câu cho các em để có thể giao duyên với nhau, nó rất là dễ thương. Chỉ một hai cái lỗi nhỏ, hai em đều ngâm hò Đồng Tháp nó bị sượng, và cái giọng của Hiếu ca thì cũng đẹp đặc biệt đó, nhưng mà bữa nay có vẻ như là khớp với lại người nữ này cho nên bị chinh dây nè. Cảm ơn các em rất nhiều. Xin được cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Và bây giờ thì xin mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Trước tiên thì tôi xin cảm ơn tất cả các thí sinh. Ai cũng đã làm tròn cái bổn phận của mình trong bài thi. Còn đối với lại Nguyệt, Nguyệt thì ca rất là tốt, hồn nhiên lắm. Nhưng mà anh nhắc nhở em một điều là trong bài vọng cổ của em ca quá an toàn. Nó không có cái gì để mà làm cho cái bài vọng cổ nó tươi, nó sáng hơn với là cái chất giọng của em. Tại vì chất giọng của em rất là hay, nhưng mà em đang ca với cái tầm trung bình của em, an toàn quá. Có nghĩa là nghe vậy đó, nghe nó rất là ngọt lỗ tai đó, nhưng mà để mà ô cái bạn này ca hay quá, hoặc là có những cái chỗ nghe là đắt giá quá thì nó chưa có. Nhớ một cái điều là chúng ta đến đây rồi, chơi là phải chơi tới bến, chứ đừng có giữ cái mức an toàn quá. Ba cô Đào ngày hôm nay là giữ mức an toàn, không có đột phá.
mà muốn cho anh chấm điểm cao là phải có đột phá. Cố gắng lên. Xin cảm ơn mọi người. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Sau những giây phút hồi hộp, chúng ta sẽ bắt đầu với những giây phút hồi hộp tiếp theo. Xin được mời số điểm từ giám khảo nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền dành cho thí sinh Hồng Nguyệt và Minh Hiếu. Với Hồng Nguyệt, Ngọc Huyền sẽ dành bao nhiêu điểm cho? 10 điểm. Chúc mừng Hồng Nguyệt. Và xin mời chị dành số điểm cho Đoàn Minh Hiếu. 9,5. Xin được cảm ơn chị. Như vậy là xin được chúc mừng Hồng Nguyệt với con điểm 10 đầu tiên từ nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. Và tiếp theo đây thì xin được kính mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Hồng Nguyệt. 9,75. Xin chúc mừng. Và Minh Hiếu. 9,5. Chúng ta sẽ được phép giữ lại số điểm của giám khảo Thanh Hằng đến phút cuối chương trình. Mỗi khi mà mùa điên điển về á, cũng là mùa nước nổi ở quê em. Thì á, cái mùa nước nổi á, thì bà con sẽ đi hái bông điên điển nè, rồi đi hái bông súng đồng, rồi đánh bắt những cái sản vật như là cá, ốc, lương, cua, đồ dân dân để mà kiếm thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Em biết không, khi mà nghe em kể những điều đó ha, anh nhắm mắt lại, anh hình dung, anh tưởng tượng ra. Anh phải nói là không chỉ thích không đâu, mà anh còn mê nữa, mê tích thọ lò luôn. Bởi vì được trở về với quê hương của mình và được ngắm cánh đồng bao la bát ngát nè. Rồi vào mùa nước nổi thì có những sản vật rất là tươi ngon như mà em nói. Thì phải nói rằng dù có đi đâu xa, quê hương vẫn là nơi mà mình muốn trở về nhất. Dạ, nhưng mà anh Lâm biết không, trong bất kỳ một cái chuyện gì á, thì cũng có những cái được và mất. Mùa nước nổi về, mùa bông điên điển nở á, thì sẽ mang đến những cái phù sa mở màn cho đồng ruộng nè, rồi mang đến những cái sản vật trù phú cho bà con miền Tây mình. Nhưng mà đồng thời với đó thì cái sự sinh hoạt rồi đi lại, và đặc biệt là cái điều kiện học hành của những trẻ nhỏ ở vùng nông thôn rất là khó khăn. Anh cũng hiểu và cũng đồng cảm được những cái khó khăn đó. Và thông qua báo đài thì anh cũng đã phần nào biết được những cái chuyện thương tâm đã xảy ra ở vùng nước lũ mình. Và qua đó thì anh vô cùng khâm phục cái nghị lực vươn lên những cái khó khăn vượt khó đó của bà con vùng sâu vùng xa, để mang đến niềm tin và hy vọng tươi sáng ở ngày mai. Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vườn hú biết nhà má đâu. Rồi con hát đi con. Ngoại hát trước nha. Em đi lấy chồng về nơi xứ xa, đêm ru điệu hát dòng hò trên môi. Rồi tới con. Vậy con Quyền à, sao con không chịu hát vậy con? Bông điên điển, bông điên điển. Bông điên điển đẹp quá phải không con? Mà ăn cũng ngon nữa nghe con. Bông điên điển mình nấu mắm cá linh á. À còn nữa, bông điên điển mà trộn gỏi tép ăn là ba chơi. Nếu con thèm á, cái phải dọn con ăn nha. Con nói đi, thì con muốn cái gì thì con cứ nói, chứ con cứ im lặng gì hoài sao mà biết được cái điều mà con muốn. Mà con muốn cái gì vậy? Con muốn gặp ai vậy? Con muốn gặp cô Hồng. Cô Hồng đâu rồi? Con à, con nhìn đi, chung quanh mình á toàn là nước với nước không à. Muốn cô Hồng về đây dạy học cho con á thì cũng phải đợi nước rút chứ con. Ngoại xí gạt con. Ngoại không có xí gạt con. Có mà, ngoại xí gạt
là không có mà con. Không phải là mùa nước nổi năm mấy, cô mới xuống đến tận nơi đây. Cô dạy cho con khi nước ngậm quanh, dạy con xong rồi cô lại chèo qua nhà của bé hai. Mà nhớ rồi con à. À, cô sẽ quay lại với con mà con. Ngoài nói dối. Cô sẽ quay lại mà Quyền. Ngoại ơi, con bây giờ không còn là bé Quyền của cách đây 3 năm. Về chưa? Con đã được cô dạy từng con chữ, cô dạy cho con bao điều nhân. Là Nguyệt, con về đây theo lời yêu cầu của một người bạn của con. Là cô Hồng phải không? Dạ phải. Chắc bây giờ cô ấy đã an yên về dạy một ngôi trường nào ở thành phố. Bởi vì cô ta chỉ về đây thực tập thôi mà. Chờ cô ấy đâu có yêu mến gì cái vùng quê lũ này. Dạ không phải đâu ngoại, con gọi là bạn thật ra là bạn đồng nghiệp. Hơn nữa chị cũng là thầy của con hồi cấp 3. Một người thầy đã từ bỏ hết mọi vinh quang vì một ước mà chỉ phải đã thành là mà chỉ cất tiếng khóc
được đứa con đò tri thức, nơi mà các con vẫn ngày đêm trong đời chiếc xuồng từ ngã ba sông chở heo một mùa điên điên ươm vàng. Cùng cô và các bạn cố gắng học thật giỏi để sau này chúng ta còn trở về và viết tiếp những ước mơ của cô Hồng. Nhân con xin được cảm ơn phần trợ diễn của nghệ sĩ ưu tú Hải Yến cùng với phần dự thi vừa rồi của thí sinh Trần Thị Hồng Nguyệt và Phạm Mỹ Huyền. Khi mà trích đoạn đã kết thúc rồi, nhưng mà những giọt nước mắt của các nghệ sĩ, thí sinh và kể cả ban giám khảo rồi quý khán giả nữa, quả là một cái trích đoạn mang đến rất nhiều cảm xúc cho tất cả chúng ta, phải không ạ? Dạ, kính thưa nghệ sĩ ưu tú Hải Yến, khi mà chị nhận lời trợ diễn cho hai thí sinh mà lại có một thí sinh nhỏ tuổi nhất trong 18 thí sinh của vòng 3 này nữa, thì chị cảm nhận như thế nào ạ? Hải Yến xin kính chào quý khán giả đang xem chương trình Tạc Tử Miệt Vườn.
Thì Hải Yến cũng đã quá quen thuộc với chương trình rồi. Bởi vì từ mùa 1, mùa 2, mùa 3 rồi cũng đã theo dõi thí sinh từng mùa. Thì năm nay khi mà được phụ diễn cho bé Quyền, một em cũng ở quê hương Đồng Tháp, cho nên đó là cảm thấy rất là vui. Vì hiện nay là tỉnh mình năm mùa 2 đã có một em 12 tuổi, năm nay có em 13 tuổi thì rất là vui. Bởi vì khi mình làm nghề, mình thấy có được những em mà vẫn còn đam mê cái bộ môn này thì rất là vui, rồi rất là mong muốn được hỗ trợ các em. Xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hải Yến đã đồng hành cùng các thí sinh. Và với phần dự thi vừa rồi thì không biết là các vị giám khảo có nhận xét gì về hai thí sinh cô trò trong trích đoạn vừa rồi. Xin được mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Quá hay rồi, quá hay. Và hai bạn diễn giống như là một nghệ sĩ đã có được học trường lớp vậy đó. Chứ không phải là một cô giáo bình thường hay là một bạn nhỏ lần đầu tiên bước lên sân khấu. Cảm ơn Hải Yến rất là nhiều đã hỗ trợ cho hai bạn. Nhưng mà hỗ trợ thì diễn ít lại một chút nha. Diễn quá diễn luôn. Nước mắt rơi tỏn ở dưới sàn luôn. Trời ơi, khi một người nghệ sĩ khi bước lên sân khấu thì người ta chỉ đặt mình vào nhân vật, chứ người ta không nghĩ tôi là Hải Yến nữa. Vì vậy cho nên là Hải Yến diễn vừa rồi thì hai em thấy rõ ràng là Hải Yến diễn bằng cả một trái tim của một người bà chăm sóc cho cháu. Và nghe, và những giọt nước mắt là những giọt nước mắt từ trong đáy lòng ha. Còn đối với lại Quyền, con mới 13 tuổi mà con như vậy, diễn như vậy là chú tin tưởng rằng sau này con sẽ trở thành là một diễn viên tài giỏi, tài năng. Chỉ có một điều chú nhắc con, để sau này con lớn lên và con bắt đầu đi vào con đường chuyên nghiệp á, là khi con ca là hơi con phải tống ra phải tròn. Con đang bị ếm cái hơi con lại, bây giờ là con đã tốt rồi đó, nhưng mà nếu mà con xử lý được cái đó nữa thì con sẽ rất là tuyệt vời nha con. Còn Nguyệt thì anh rất là gọi là đề cao cái vai diễn này của em. Vừa, em diễn nó vừa tầm lắm. Nó không có gì mà quá cao mà nó cũng không có gì mà quá tù. Nó nằm ở một cái vừa tầm của em. Và em ca cũng vậy. Nó rất là ngọt ngào. Chúc mừng em. Và Lâm tin chắc rằng với cô giáo Hồng Nguyệt, khi mà đến với tài tử Miệt Vườn mùa 3 này thì chắc hẳn là các học trò của mình sẽ rất là tự hào về cô và càng yêu mến cô hơn nữa. Chúng ta sẽ đến với phần nhận xét đánh giá từ giám khảo nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền dành cho Hồng Nguyệt và cho Phạm Mỹ Huyền ạ. Đang cái dòng chảy nói về cô giáo Hồng Nguyệt thì xin phép cho chị Ngọc Huyền hỏi là em đang dạy trường phổ thông nhưng mà cấp mấy, lớp mấy? Dạ thưa chị, em dạy cấp 1, em dạy môn âm nhạc. À, vô môn âm nhạc luôn hả? Dạ, âm nhạc tiểu học. Đúng sở trường. Âm nhạc tiểu học là đúng sở trường luôn. Hèn nào cô giáo hiền quá cô giáo ơi. Nói chung là chị đồng ý với tất cả những lời nhận xét của anh Kim Tử Long về Hồng Nguyệt cũng như là bé Mỹ Huyền. Đặc biệt đó là chính vì cái diễn xuất chân thật như vậy đã làm cho chị Ngọc Huyền khóc. Mà khóc rồi đó mà cái ráng kèm lại nó, tôi mít ướt quá cho nên cứ nuốt nước mắt vào trong. Nãy giờ tặng hắn mấy lần, rất là cảm xúc. Hồng Nguyệt hát tròn vành rõ chữ, âm vực á, cái đoạn nhạc á, cao lên tới nốt mà xuống thấp tới nốt, và rất là chỉnh chu từng cái lời văn, chọn những cái nốt luyến vừa tình cảm vừa điều và đi vào lòng người rất là nhẹ nhàng, không có một cái gì gượng ép cả, không có gì gượng ép cả, cho nên đã gây được cái cảm xúc cho chị. Chứ nếu mà có thể em phải cố gắng hoặc em phô trương cái giọng hát mình thì lại mất đi cái vẻ đẹp chân chất của cô giáo trong cái tác phẩm này. Cho nên cảm ơn em, rất là đẹp. Còn riêng về Mỹ Huyền đó thì cũng như là chú Long góp ý rồi. Thì cô Huyền chỉ nhắc nhẹ con lại một tí. Chú Long nói hoàn toàn chính xác hết á. Nhưng mà chú Long chưa có nói rõ hơn là hiểu rằng là cái khẩu hình của con. Thí dụ như là con nói, cô Hồng ơi, là chữ ơi, con phải đẩy cái hơi ruột của con lên.
thấy không? Thì cái chữ ơi nó tròn. Con đang là cô Hồng ơi, con thấy không? Cái chữ ơi của mình con nghe lại, cho nên là cô Hồng ơi, mình phải đẩy cái hơi của mình mạnh hơn, không ém, và cái khẩu hình nó phải tròn. Con bị rất nhiều chữ trong đó, cho nên con ráng để ý. Và cô tin, bởi vì cái số tuổi 13 của con mà nguyên cái trích đoạn này cô đi tìm một nốt phô của con không có. Là con ca rất là nhẹ nhàng, âm vực, chuẩn xác, không nhịp nhàng vừa phải luôn. Thấy không? Rất là cảm ơn con và cảm ơn Hồng Nguyệt đã cho Ngọc Huyền xem một cái lớp diễn rất ư là cảm xúc và rất ư là sâu sắc luôn. Bên cạnh đó thì cảm ơn bà tác giả Ba Bèo, Tô Thiên Kiều đã lấy được nước mắt tôi trong cái tác phẩm này. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. Ngọc Huyền ơi, em biết không? Ngày xưa cái thời mà anh còn đi học ha, là anh rất rất là thương cô giáo từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 ha. Và đặc biệt là với một cô giáo xinh đẹp như là cô giáo này thì chắc chắn rằng cũng sẽ nhận được rất nhiều những tình yêu thương của học trò dành cho mình. Và còn chị Hai thì sao ạ? Với một cô giáo dễ thương như vậy, ca ngọt ngào và diễn truyền cảm như vậy thì không biết là chị Hai dành những tình cảm gì cho cô giáo và đặc biệt là học trò Phạm Mỹ Huyền đây ạ? Mời chị Hai thân ạ. Trời ơi, đi làm giám khảo mà khóc hoài. Chịu không có nổi. Mà phải trước tiên là phải cảm ơn, rất là cảm ơn, rất nhiều. Tô Thiên Kiều đã viết lên một kịch bản. Một cái kịch bản rất là nhân văn trong cuộc đời này. Và Thanh Hằng cũng rất là hạnh phúc. Khóc đây không phải là khóc vì buồn mà khóc vì hạnh phúc. Là thấy rằng tài tử miệt vườn mùa ba bước lên một bậc thang mới nữa. Cái cảm xúc đó rất là tuyệt vời. Bởi vì người nghệ sĩ của chúng ta sẽ cái niềm cảm xúc đó, chúng ta đau, chúng ta buồn, chúng ta vui đó. Thí dụ chúng ta đau cũng đau trước cái nỗi đau của thiên hạ, và chúng ta vui cũng vui trước cái niềm vui của thiên hạ. Bởi vì chúng ta là người nghệ sĩ, cái trái tim của chúng ta luôn là cái sự nhạy cảm và cái nhịp thở sớm hơn tất cả mọi người. Nhưng cái khóc của chị đây là vì các em đã thành công trong cái tiết mục của mình. Một người nghệ sĩ mà diễn trên sân khấu mà để cho người xem mà khóc như vậy đâu phải dễ em. Chúc mừng hai em. Vâng, xin được cảm ơn ban giám khảo. Và có thể thấy rằng tiết mục vừa rồi của cả hai cô trò đã hoàn toàn chinh phục được trái tim của các vị giám khảo. Nhưng về còn điểm số thì sao? Đầu tiên là số điểm dành cho bé Phạm Mỹ Huyền. Với phần dự thi vừa rồi của bé, xin được mời giám khảo nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. Thở nữa, thở, kỳ quá, thở hoài. Tôi không có thể khó được, bởi vì cô yêu con. 10 điểm. Chúc mừng bé Mỹ Huyền. Một điểm số tuyệt đối từ giám khảo Ngọc Huyền dành cho con. Rất là hạnh phúc đúng không con? Chúng ta sẽ đến với điểm số thứ hai. Xin được mời giám khảo nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. 9,75. Một điểm số cũng rất cao mà chú Long đã dành cho con rồi. Xin được giữ số điểm của giám khảo Thanh Hằng. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đến với phần công bố điểm dành cho thí sinh Trần Thị Hồng Nguyệt. Xin được mời nghệ sĩ Thanh Hằng. Số điểm mà chị dành cho Hồng Nguyệt là 10 điểm. Xin được chúc mừng Hồng Nguyệt. Tiếp theo sẽ là số điểm giám khảo nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long dành cho Hồng Nguyệt. Với những lời khen và những cảm xúc mà Hồng Nguyệt đã mang đến cho các vị giám khảo thì số điểm mà anh Kim Tử Long dành cho bạn là 9,75. Xin được chúc mừng Nguyệt. Chúng tôi xin được giữ lại điểm số của giám khảo nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền dành cho Hồng Nguyệt. Xin được cảm ơn hai thí sinh Hồng Nguyệt và Mỹ Huyền đã hoàn thành xong phần thi của mình. Xin được chúc mừng hai cô trò. Chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục thứ ba, cũng là trích đoạn cuối cùng trong đêm thi ngày hôm nay. Trích đoạn được mang tên
Nỗi oan người thiếu phụ, tác giả Tô Thiên Kiều, qua phần dự thi của hai thí sinh Trần Thị Hồng Nguyệt và Phạm Mỹ Huyền, cùng phần trợ diễn của nghệ sĩ ưu tú Tô Châu. Mời quý vị cùng thưởng thức. Để mẹ đút cơm cho con ăn nha. Dạ. Ngon không con? Dạ ngon. Con ăn giỏi lắm. Mẹ ơi, mẹ có biết vì sao mỗi lần sau bữa cơm chiều là lòng con nôn nao lắm không? Mẹ biết chứ. Mà không, con nôn nao chuyện gì nè, con nói cho mẹ nghe đi. Con nôn gặp được cha con, dù cha chỉ ở xa kia hiện mình trong giấc, cha không nói không cười với con, nhưng con cũng thấy vui trong lòng. Vì từ ngày thấy cha, con không còn bị chúng bạn cười chê. Mày không có cha con tuổi thân mình, con hãy vui lên, vì con luôn có mẹ, có cả cha con đem về kề cận. Cháu mắt dù về trao trọn tình thương, cha ru dắt con thơ trong những cánh trường. Cha cũng thương mẹ nhiều, mẹ đi đâu thì cha theo đó, mẹ làm mất thì cha làm, mẹ đứng thì cha. Dạ con hứa với mẹ là con sẽ ngoan mà. Ừ. Mà mẹ ơi, cha về chưa mẹ? Trời cũng đã tối rồi, cha con sắp về rồi đó, con chờ mẹ một chút nha. Dạ. Cha con sắp về rồi. Cha ơi, con nhớ cha lắm. Cha đã về với con rồi đó. Bây giờ con đi ngủ nha. Để mẹ hát ru cho con ngủ và cha ôm con vào lòng nha con. Dạ. Cha ơi cha, con đi ngủ nha cha. Đây, con nằm xuống đây với mẹ nha. Dạ. Con ngủ ngoan nha con. Mai cha lại về với con nữa nha. Dạ mẹ. Ru từng tiếng trong đêm dài, lời ru của mẹ cha mong con khờ lớn khôn nên người. Mẹ ơi, từng đêm mong mơ cha về với con, cha sẽ ôm con vòng tay ấm bên đời con, cha sẽ quay về với con dù bao xa cách, ở nơi phương trời có hay nỗi lòng chờ mong. Chiến tranh tan rồi khắp nơi qua chung câu hát,
chờ chính nhân đã về làng xưa. Là chàng ta người đã... chồng bà thiếp ngày đêm trong đời. Phu quân hiền thê, phu quân hiền thê, phu quân hiền thê, 10 năm dài chiến chinh dông ruổi, chàng đã trở về cho thỏa nỗi nhớ mong. Là chàng thật rồi, phu quân. Hiền thê ơi, áo cưới vội trao trong ngày họp cần. Ta đã vội lên đường theo tiếng gọi của non sông. Để nàng phố phòng ngày trong đêm nhớ. Người vợ hiền mà ta yêu quý, ta mong mỏi từng ngày tan bóng quân thù cho khu phố trùng qua. Hiền thế từ buổi xa trời cao cho máu tàn chinh chiến, cho phu phụ sống dậy, cho phụ tử đoàn viên. Hiền thê nàng vừa nói sao, phụ tử đoàn viên ta đây có nghe lầm. Lúc tiễn chàng đi thiếp mới biết ra mình đã mang thai bầu. Chính tháng cưu mang con của chúng ta sinh ra trong mong đợi. Ôi, ta đã được làm cha rồi, ta hạnh phúc quá, ta hạnh phúc quá nàng ơi. Hiền thê, hiền thê ơi, ta cảm ơn nàng, ta cảm ơn nàng nhiều lắm nha hiền thê. Ôi đây là nỗi vui mừng, là niềm hạnh phúc vô biên. Con của chúng ta giờ chắc đã lớn khôn, bao tháng đợi năm chờ nay cũng có ngày hội ngộ trùng quan. Hiền thê ơi, ta muốn gặp mặt con, ta muốn gặp mặt con. Chàng chờ em giây lát. Con ơi, con à, dậy đi con. Cha của con đã về rồi. Cha con về hả mẹ? Ừ. Ủa cha của con đâu mẹ? Con đi theo mẹ. Đó, cha con đó. Con chạy lại mừng cha đi con. Cha đi con. Không, ông không phải là cha của tôi. Cha tôi nó tối mới về. Con ơi, cha là cha của con mà con. Con ơi, đây mới thật là cha của con. Con chạy lại mừng cha đi con. Mẹ nói dối. Cha tôi lúc nào cũng đi với mẹ tôi. Mẹ tôi đứng á thì cha tôi đứng, mẹ tôi ngồi á thì cha tôi ngồi, mà mẹ tôi nằm á thì cha tôi nằm. Còn ông này không phải cha của con. Ông này không phải cha của con. Con à, con.
Chàng ơi, chàng ơi, con của mình nó còn nhỏ lắm, nó chưa hiểu gì hết, nên chàng nghe thiếp nói, chàng nghe thiếp giải thích nha chàng. Còn lời nào để mà giải thích chứ? Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Cha con đi cùng mẹ, cha con ngồi cùng mẹ. Cha con nằm cùng mẹ. Không phải gì đâu chàng ơi. Chàng ơi, chàng hãy nghe thiếp nói. Chàng nào, ta không có một người vợ lăn lộn cắt nết. 10 năm chinh chiến xa nhà, ta những tưởng khi trở về gia đình sum họp, nào ngờ. Không, quan cho thiếp lắm, chàng hãy nghe thiếp nói. Quan à? Đi, đi cho khuất mắt ta, người đàn bà điếm dục. Người đàn bà điếm dục. Đi đi. Để cha vào trong bới cơm cho con ăn nha. Không, ông không phải là cha của tôi. Tôi chỉ cần mẹ tôi thôi à. Mẹ, mẹ, lúc nào cũng mẹ hết á. Sẽ hiểm về khi con nhớ thương cha.
cha, phải không con? Cha, cha về. Cha ơi, cha đi tìm mẹ đi cha. Con nhớ mẹ lắm cha ơi. Hiền Thái ơi, ta đã ghi quan cho nàng rồi. Hiền Thái, Hiền Thái ơi, hãy về, về với ta với con đi Hiền Thế. Ta cũng có một người vợ lăng loạn nhắc nết. 10 năm chinh chiến xa nhà, ta những tưởng khi trở về gia đình sum họp, nào ngờ quan cho thiếp lắm, chẳng hãy nghe thiếp nói. Quan à, đi, đi về khuất mắt ta, người đàn bà điếm dột. Đi. Trời ơi, những câu nói như xoáy vào tim tôi, suốt 10 năm đằng đằng mong chờ, thu biết thời dòng. Và thí sinh Phạm Mỹ Huyền đã vừa hoàn thành phần dự thi của mình. Và một lần nữa xin được cảm ơn phần trợ diễn hết mình của nghệ sĩ ưu tú Tô Châu. Dạ, kính thưa nghệ sĩ ưu tú Tô Châu, anh đến với Tài Tử Miệt Vườn vòng 4 là anh đã trợ diễn trong vai vua với trích đoạn Bên Cầu Dạch Lụa. Và bây giờ thì trong vai người chồng, trong trích đoạn Nổi Quan Người Thiếu Phụ. Thì đối với riêng trích đoạn này thì những cái cảm xúc của anh em thấy là rất là dâng trào, anh có thể chia sẻ thêm. Nói chung là cái trích đoạn Nổi Quan Người Thiếu Phụ là
một trích đoạn rất là hay, có hỷ nộ ái ố trong một cái trích đoạn, nên các em các cháu diễn hết sức mình, cũng góp ý với đạo diễn góp ý này nọ mới tạo ra một cái tác phẩm như vậy. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn chú đã hỗ trợ hết sức mình cho phần dự thi vừa rồi của hai thí sinh ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Tô Châu. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ được lắng nghe những lời đánh giá nhận xét từ các vị giám khảo. Và trước tiên thì xin được mời giám khảo nghệ sĩ Thanh Hằng. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Tô Châu đã hỗ trợ rất là hết mình luôn, nhiệt tình luôn. Chính vì cái nhiệt tình đó mà đẩy cái lửa để cho Nguyệt và bé Huyền diễn rất là tốt. Hôm nay thì cô xin phép để được nói bé Huyền trước nha. Cái vai này đúng là đạo diễn đã chọn cho con. Nó vừa đúng với con, vừa đúng với cái tuổi của con, vừa đúng cái cách diễn và cái cách ca của con nữa. Cho nên con đã thể hiện được cái vai này nó cũng là tròn. Nhưng hôm nay có lẽ rằng là cái câu giọng cổ của con ca nó làm như là nó con bị yếu đi, kém cái phần đó chút xíu. Thôi thì con cũng đã làm tròn được cái vai của con rồi, cô cảm ơn con nhiều. Còn nói về Nguyệt, xuất sắc, thông thái, từ tốn, diễn như không diễn, ca như không ca, 10 điểm. Xin được cảm ơn nghệ sĩ giám khảo Thanh Hằng đã có một tình cảm rất đặc biệt dành cho hai thí sinh, đặc biệt là thí sinh Hồng Nguyệt. Và tiếp theo xin được mời giám khảo nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền ạ. Thanh Hằng góp ý với Mỹ Huyền là cô đồng ý, nhưng mà cô cũng xin nhắc nhở con thêm. Đầu tiên là khen nha, cái giọng con sáng trong vuốt và con rất chỉnh chu hơn luôn cả những cái vòng trước. Cô Huyền thích lắm. Chỉ có cái là đúng là cái tuổi con vẫn còn có một khuyến khích một tí. Có những giống như chú Kim Tử Long nói hát là chưa có nghe đã, chưa có ấn tượng. Ấn tượng là tại vì con còn nhỏ đó. Các luyến lấy của con nó vẫn là của trẻ thơ. Cô Huyền lại thích cái cách như vậy, nhưng mà chú Long thì lại không chịu. Nhưng mà cô Huyền đó thì không có chịu. Có lẽ là vì con chưa có luyện giọng, những cái nốt ngân của con đó nó chưa có đủ cái độ chín mùi. Và đặc biệt là câu vọng cổ khi mà xuống thì con bị gãy, nó vẫn thiếu những cái nốt. Con biết ông ngộ lắm xuống giọng cổ đó, tại vì ông bà mình nó như vậy rồi. Mình nghe cái lỗ tai nó quen rồi, nó thiếu một nốt thôi cũng thấy nó bị thiếu cái gì đó. Thì con cũng sẽ được điểm cao từ cô đó, nhưng mà phải ráng luyện thêm. Bởi vì bây giờ con đang là có nhiều đối thủ đáng gờm lắm. Không phải vì con tên Mỹ Huyền giống cô mà cô binh con, hoặc là không phải vì con nhỏ tuổi mà cô thương con nhiều hơn. Mình phải lúc nào cũng cân đong đo đếm cho nó đều. Nhưng mà cái đó là gì? Bởi vì mình còn nhỏ và cái nốt ngân của mình đó con, cũng giống như bản thân cô Huyền mà khang tiếng, cái ngân của cô Huyền nó cũng thiếu hộp nữa, nghe nó vẫn không có đã, con hiểu không? Cho nên là ráng, cô Huyền nhắc trở lại những cái tập trước, cô Huyền vẫn nhắc con là phải tập nốt ngân là như vậy, ha con ha. Nhưng mà nói chung là cô rất yêu con và yêu cái tiếng hát của con, bởi vì cái tiếng của con nó là cái tiếng kim, nhưng mà nó lại vang, bên cạnh nó lại có một chút xíu thổ, đó, thì cần phải trao dồi nhiều hơn nữa để mà chú Long con có ấn tượng hơn. Còn về Hồng Nguyệt đó thì đúng là em hát như không hát, em diễn như không diễn, nó rất là đời, nó rất là dễ thương. Hôm nay đó thì câu giọng cổ em có chồng hơi lên, không? Có chồng hơi lên, rõ ràng á là em đã bứt phá được những cái gì mà trầm bổng của em từ những cái vòng trước. Rất là yêu cô thiếu phụ này. Khen một điểm nữa là em đã làm chị chuẩn bị rơi nước mắt với cái bài Ru Con, Lý Mỹ Hưng. Em vô nó ngọt gì đâu, hát như không hát, ru con bằng cả một cái tâm thái tình yêu con. Ru từng tiếng trong đêm dài, lời ru của mẹ cha mong con
Chị nói là khó ai mà có thể hát được cái đoạn đó mà hay như em. Chị cảm ơn em rất là nhiều. Xin được cảm ơn giám khảo nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. Và bây giờ thì em xin được mời anh Kim Tử Long ạ. Cảm ơn em. Cái trích đoạn này thì đối với tôi như vậy là nó vừa với các bạn ha. À, bé Quyền vô cái vai này cũng rất là gọn. Nhưng phải chi cái hồi nãy á, à, con cô vô giọng cổ đó, cái câu đầu con vô ngang rồi cái câu sau đó, ba cha nói thì con chồng lên thì con sẽ lấy điểm cao hơn ban giám khảo. Tại vì hồi nãy con ca ngang á, cái kinh nghiệm để con có thể con ca ngang á, nó chưa có. Cái ca ngang coi vậy rất là khó. Cái ca chồng vậy mà nó dễ. Ca ngang cần phải nuôi tâm lý, rồi cần phải có những cái dấu là chuẩn thì nó mới hay. Còn hồi nãy con vô ngang nó bị hơi loạn choạng, bởi vì chú nói với cô Hằng là nó không ấn tượng á, vì con vô ngang nó rất bình thường. Mà nếu như cái vế hai mà con chồng lên cái vế hai, xé lòng con, xé lòng đứa con nít khi nói với cha vì cái điều đó, nó sẽ rất là hay ha. Còn đối với lại Nguyệt, em hôm nay em diễn rất tốt. Anh chỉ tiếc có một điều thôi, tiếc một điều nhỏ thôi, là lúc mà em lên ở trên cao đó, với cái dòng nước á, khi mà em nghe ông chồng ông nói những cái lời, nghĩa là nói là em là một người đàn bà điếm nhục á, thì phải chi chút lúc đó là em trầm câu giọng cổ luôn, bỏ cái bài xế sản đi, thì nó sẽ xúc tích cái câu giọng cổ em. Hồi nãy cũng hay đó, nhưng mà anh tiếc là em vô cái bài xế sản xong rồi cái ngưng chút em mới vô giọng cổ, thì cái đó nó làm cho cái người nghe bị hơi hụt hẫng. Nếu mà mình có thời gian mà nó có cái kinh nghiệm luyện nữa đó ha, thì em dứt cái câu mà xế sản đó, cái câu mà mấy chữ em dứt xế sản, em bắn qua lên luôn giọng cổ luôn, bắn lên vậy luôn, không ngưng lại mà bắn đi theo, vừa dứt xế sản đi kéo cái dế, thì nó phải có một cái cách nào đó, như vậy đó để cho cái câu giọng cổ nó đắt giá, giữ nữa đắt giá đó nữa. Thì cái đó là anh chỉ góp ý thôi. Còn tụi em thì hôm nay là hát quá tốt rồi, hát quá tốt, con cũng vậy, con hát tốt, nhưng mà chỉ có một cái là những cái đó đó là nếu như mà mình cải thiện được và mình làm tốt hơn nữa thì chiếm trọn cảm tình của khán giả cũng như là ba vị giám khảo. Xin được cảm ơn bộ ba giám khảo đã dành những lời khen tặng cũng như là những đánh giá nhận xét để cho các thí sinh được tốt hơn. Và bây giờ chúng ta hãy đến với giây phút hồi hộp dành cho hai thí sinh. Trước tiên là thí sinh Hồng Nguyệt. Xin được mời giám khảo nghệ sĩ Thanh Hằng. Và bây giờ sẽ là số điểm mà giám khảo nghệ sĩ Thanh Hằng dành cho thí sinh Hồng Nguyệt. 10 điểm, xin được chúc mừng. Tiếp theo xin được mời số điểm từ giám khảo nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. Với điểm 10 từ giám khảo Thanh Hằng, thí sinh Hồng Nguyệt cảm thấy an tâm một chút xíu. Nhưng còn hai vị giám khảo còn lại sẽ dành cho Hồng Nguyệt bao nhiêu điểm đây ạ? Xin được mời giám khảo nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. 10 điểm, xin được chúc mừng Hồng Nguyệt đã nhận được hai số điểm tuyệt đối từ giám khảo Thanh Hằng và Ngọc Huyền. Và chúng ta sẽ giữ lại số điểm của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long dành cho thí sinh Hồng Nguyệt. Và bây giờ thì đến thí sinh nhỏ tuổi nhất trong 18 thí sinh của chúng ta. Em xin được mời nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. 9,75. Tiếp theo xin được biết số điểm từ giám khảo nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long dành cho bé. 9,75. Xin được chúc mừng em. Chúng tôi xin được giữ lại số điểm của giám khảo nghệ sĩ Thanh Hằng dành cho thí sinh Mỹ Huyền. Một lần nữa xin được chúc mừng cho hai cô trò cũng như là hai mẹ con ở phòng này đã thật sự tạo nên một sự xúc động đối với tiết mục vừa rồi. Bây giờ thì mời hai cô trò vào trong thư giãn một chút xíu nha. Lát nữa chúng ta sẽ cùng 18 thí sinh trở ra sân khấu này để lắng nghe kết quả cuối cùng từ ban giám khảo. Và ngay bây giờ sẽ là phần mà tất cả chúng ta đang nóng lòng trong đợi. Phần thi diễn trích đoạn của 7 thí sinh đã xuất sắc vượt qua hơn 800 thí sinh để bước vào đêm chung kết xếp hạng của Tài tử miệt vườn mùa 3 năm 2022. Xin mời quý vị hãy cùng đến với trích đoạn thi diễn đầu tiên sẽ do Tài tử là một cô giáo dạy thanh nhạc. Đó chính là thí sinh Trần Thị Hồng Nguyệt.
Và kính thưa quý vị, ở những dòng trước thì chúng ta rất là cảm phục một cái nghị lực của một cô giáo khi mà ca diễn đầy sắc sảo và tinh tế. Còn đêm thi hôm nay thì sao? Chúng ta sẽ cùng đến với trích đoạn Nàng Tiên Mẫu Đơn, thí sinh Trần Thị Hồng Nguyệt, vai Mẫu Đơn. Cùng với phần trợ diễn của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, vai Trung Kỳ, nghệ sĩ Huyền Trân, vai Vương Mẫu, hai nghệ sĩ Võ Ngọc Tân và Huỳnh Nhật trong vai Thiên Binh Thiên Tướng. Cùng với sự góp mặt của Vũ Đoàn Sang Việt, mời quý vị cùng thưởng thức. Phụng bên hoàng gấm nọ theo qua, khúc bạch đầu chàng viết thiếp ca, đây quả thật không uổng công khi trước. Nếu mai sau công tội danh thành, ta sẽ không thể nào quên những ngày khó nhọc bên nàng Mẫu Đơn. Trung Lan, chàng làm thiếp khó thở quá hà. Chết, ta quên nữa, ta xin lỗi hiền thê, nàng có sao không? Trung Lan, chàng làm như vậy á, sau này con của chúng ta sanh ra nó hay giật mình á, là thiếp bắt đền chàng đó. Ủa, con của ta giật mình sao? Được rồi, để cho ta nghe thử nha. Con ơi, cha làm con giật mình phải không con? Dạ không có, con vui lắm cha ơi. Đó, thấy không, con của mình nó nói là nó vui lắm đó. Trung Lan, chàng cứ trêu thiếp. Coi kìa, thì thế, nếu như nàng còn giận ta thì ta sẽ đền cho nàng nha. Chàng đền cho thiếp. Nè, nàng nhắm mắt lại đi. Trung Lan. Trung Giao. Trung Lan kỳ quá hà, người ta mà thấy được á, người ta cười thiếp đó. Trời ơi, vợ tôi mắc cười, mắc cỡ dễ thương nghe chưa. Bây giờ nàng không chịu phải không? Không chịu vậy ta đền nàng thứ khác nha. Đây, nàng hãy nhìn xem. Ý. Nè. Ý, mẹ chua. Ôi trời ơi, đâu có dễ đâu. Trung Lan, nhưng mà hôm nay thiếp hổng có thèm chua. Ủa gì kỳ vậy trời, mới ngày hôm qua vợ tôi nói thèm chua quá trời luôn, bữa nay có me cái tự nhiên không thèm chua. Ủa vậy hiền thê thèm gì? Hôm qua thiếp thèm chua, nhưng mà hôm nay á thì thiếp thèm ngọt. Trời ơi gì lạ vậy. Trời ơi, nào giờ mới nghe đó, người ta có thai nè, người ta thèm chua hoặc là người ta thèm ngọt, tự nhiên cái thèm chua, rồi ngày hôm qua thèm chua, bữa nay thèm ngọt. Ủa lạ vậy ta. Vợ tôi thiệt là kỳ vậy đó. Nè, Hiền Thê, hôm nay á, Hiền Thê ở nhà đi. Hiền Thê đừng có ra chợ, để ta thay nàng. Bán xong cái gánh rượu này nè, ta sẽ mua chè về cho Hiền Thê, nàng chịu không? Dạ. Trời ơi, được rồi, vậy ta thay nàng đi bán nha. Nè, nhớ nha, nhớ, ở nhà đi qua đi lại cũng đi nhẹ nhẹ thôi nghe không? Ta đi nha, bán xong gánh rượu ta mua chè cho nàng nha. Ai mua rượu không? Ai mua rượu không? Thật là tội nghiệp cho Trung Lan, vừa hiền lành lại hết mực thương vợ. Hết Mẫu Đơn. Mẫu Đơn. Bắt Mẫu Đơn. Bắt Mẫu Đơn. Bình địa nổi phong ba, tình bạch chung
đành ly hận xót xa. Thương con dạy chưa rời bụng mẹ mà nay phải xa cha ngàn dặm sơn khê. Hiền Thê ơi, Hiền Thê, Hiền Thê ơi, chúng ta nàng có sao không vậy? Nàng có sao không? Sao chàng vẫn chưa đi? Trời ơi, ta ra đầu ngõ bỗng nhiên trời sấm chớp bủa giăng, ta e rằng ở nhà Hiền Thê và con có chuyện gì nên ta quay lại đây để lo cho Hiền Thê đó. Trung Lan, Trung Lan ơi, họ họ đã tới rồi. Họ? Mà họ là ai vậy? Bạch Mẫu Đơn. Hiền Thê, nàng, nàng làm sao vậy? Hiền Thê ơi, nàng đừng làm ta sợ mà. Hiền Thê, Trung Lan, Trung Lan ơi, chàng có nghe chăng? Tiếng hát chưa không trung gây rợn. Mặt
bằng bóng từ đầu về thiên cung thọ tội. Chư tướng ơi, xin hãy xét suy. Thiếp cùng Chung Lan tình riêng dạng dự, có ly đôi chung thủy phai mờ. Bạch nương cạn lời, cầu ngài tha thứ. Chỉ là năm sắc mẫu đơn, công quả sắp viên thành, nhưng quan nghiệt sẵn dành, hành động chuyện trái tay. Cái chết đến rồi mà vẫn không hay không biết. Nếu ngài chẳng thương chia rẽ duyên hài, chung kỳ tôi quyết thế mạng cho hiền thê. Chung Lan, Chung Lan, Chung Lan, Chung Lan ơi, chẳng có sao không Chung Lan? Cuối xin thiên tương hãy xót thương. Thank you.
mẫu đã có lời, thần xin phép dời chân. Thiên tướng, ta sẽ về đâu lại với thiên tướng, và sẽ dẫn hết tất cả dân mình. Mấy ai có thể đứng dậy cánh tình quân liệt xót xa. Thiên tướng, thiên tướng hãy về trời. Ta sẽ dụng phép cho Bạch Mẫu Đơn sớm sinh con để lại cho chồng, rồi sau đó chính ta sẽ đưa nàng về chịu tội. Đa tạ Thánh Mẫu, tâm lòng của Thánh Mẫu chúng thật đã rõ. Thần xin cứu. Còn Bạch Mẫu Đơn? Dạ. Bạch Nương, con đã gây nên trọng tội, rồi còn làm liên lụy đến các em. Dám rời bỏ cung tiên cùng người phàm đến duyên chồng vợ. Thanh Mẫu ơi, con muôn vàng cảm đắc tội. Thôi thì ta sẽ giúp con sớm nở nhụy khai hoa, rồi sau đó kiếp theo ta về trời chịu tội. Con xin đội ơn Thanh Mẫu. Gian đứt mối tơ luôn.
Kính thưa quý vị, trên sân khấu lúc này chỉ còn lại hai thí sinh, và một trong hai thí sinh này sẽ đạt ngôi vị giành giá nhất của tài tử miệt vườn mùa 3 năm 2022. Ngọc Quyền ơi. Dạ. Cảm giác của em bây giờ như thế nào? Chứ là cảm giác của anh lúc này sao nó hồi hộp quá. Không chỉ riêng anh, riêng Ngọc Quyền, mà Ngọc Quyền tin rằng là hai thí sinh và tất cả khán thính giả cũng đang vô cùng hồi hộp chờ đợi kết quả. Chắc là chúng ta hãy cùng tiến đến cạnh hai bạn để cùng nhau truyền được cái sự gọi là hạnh phúc nhất ngay lúc này của hai bạn. Vâng ạ. Anh có ý này nha. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đếm ngược để chờ kết quả nha em. Đếm ngược hả anh? Phải rồi, cùng nhau đếm ngược. Thưa quý vị, ngày hôm nay Võ Minh Lâm và Ngọc Huyền xin phép quý vị là sẽ không trực tiếp công bố kết quả, mà chúng ta hãy cùng nhau đếm ngược từ 10 đến 1. Và sau 10 tiếng đếm, khi màn hình hiện lên ảnh của thí sinh nào thì thí sinh đó chính là chủ nhân của chiếc cúp quán quân tài tử miệt vườn mùa 3 năm 2022. Và thí sinh còn lại cũng sẽ là á quân của tài tử miệt vườn. Chúng ta hãy cùng nhau đếm đi nào. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Xin được chúc mừng quán quân game show tài tử miệt vườn mùa 3, Trần Thị Hồng Nguyệt. Xin được chúc mừng á quân của game show tài tử miệt vườn mùa 3, thí sinh Trần Chí Tâm. Như vậy là chúng ta đã tìm ra được quán quân mùa 3 năm 2022. Ngọc Quyền xin được mời bà Dương Thụy Phương Lan, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Sóng Thanh, và nhà báo Ngô Thị Ngọc Hạnh, phó giám đốc phụ trách điều hành đài phát thanh và truyền hình Đồng Tháp, trưởng ban tổ chức game show tài tử miệt vườn mùa 3, trao giải á quân tài tử miệt vườn mùa 3 cho tài tử Trần Chí Tâm với trị giá giải thưởng là 50 triệu đồng. Võ Minh Lâm xin trân trọng kính mời bà Lê Thị Kim Loan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp, và ông Phạm Kim Thành, Giám đốc Trung tâm Nha khoa Phương Thành, đơn vị tài trợ giải thưởng, cùng lên sân khấu để trao tặng giải thưởng và chiếc cúp quán quân danh giá cho thí sinh Trần Thị Hồng Nguyệt. Và trị giá giải thưởng dành cho quán quân tài tử miệt vườn mùa 3 đó chính là 80 triệu đồng. Một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật dài và thật lớn để chúc mừng thí sinh Trần Thị Hồng Nguyệt. Xin được cảm ơn bà Lê Thị Kim Loan, cảm ơn ông Phạm Kim Thành. Xin được chúc mừng tất cả các tài tử của tài tử miệt vườn. Hữu hạn thương mại và dịch vụ Sóng Thanh, Trung tâm Nha khoa Phương Thành, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đồng Tháp đã tài trợ cho tài tử miệt vườn mùa 3. Kính chúc quý lãnh đạo, quý vị khách quý và toàn thể quý khán giả luôn dồi dào sức khỏe và hướng đến năm mới 2023 thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công. Còn bây giờ Võ Minh Lâm, Ngọc Huyền và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.